Đến là tao đúng không? Này, sao thằng này lúc nó hơi chấn nhỉ? Tao sử dụng 3456 để triệu hồi con át chủ lực của tao. Mày đi triệu hồi cái gì? Tao triệu hồi 4 anh da đen. Thì ba chúng mày vào hòm. Từ đứa bạn ơi. Tao biết ngay mày sử dụng những lá bài chủ lực này mà. Nhưng không sao, tao đã chuẩn bị rồi. Đã dùng 4 lá 7, 8, 9, 10 để triệu hồi idol khá bảnh. Múa quạt thổi bay con tay đúng không anh? Wow. Và bây giờ tao sẽ đánh 3 lá 6, 7, 8 rô để tăng sức mạnh cho anh khá. Ai có ý kiến gì không? Sao 6, 7, 8 rô lại tăng sức mạnh cho khá bảnh lá này? Đúng rồi mấy thằng quỳ bù. Chả hiểu cái mẹ này mày đời. Mày nhìn hình gì đây? Kim cương. Mày phải chơi đồ, chơi kim cương vào tăng sức đề kháng. Mà tăng sức đề kháng có phải tăng sức mạnh không? Viên thuốc kim cương à? Tăng sức mạnh một viên nhưng mà chơi đấy vào nó phải đề kháng phải cao hơn đi ạ. Và cuối cùng tao sẽ sử dụng 3 con 9 để tăng anh Bảnh lên level max. Sao 3 thằng 9 lại tăng sức mạnh cho khá bảnh? Lại là mấy thằng Weibo không hiểu sự đời rồi. Thế tao hỏi chúng mày, 3 con 9 chúng mày liên tưởng đến cái gì? 999. Chẳng lẽ nào 999 đoá hoa hồng? Đúng rồi, nhạc lên và sức mạnh lên không? Tao thật không thể ngăn cản mày hiểu chưa? Khá bảnh mạnh thế này sao chúng mày cản được? Giờ nó sẽ kết thúc đây. Từ từ đã bạn ơi. Combo khá bảnh của mày đã kích hoạt bộ bài cạm bẫy của tao. Tao đánh ra 3 thằng 10 mẻ bích. 3 thằng 10? Không, không thể nào mày đinh. Tao sẽ cho khá bảnh của mày đi tù 10 năm vì tội chơi đồ. Cái gì? Mày đã cho anh Bảnh của tao vào tù á? Trời ơi, tao đinh, tao mạnh xong nhá. No! Tiếp theo là sẽ đánh cả đôi hai đỏ để triệu hồi ca sĩ quyền lực của V-Pop, đấy là Sơn Tùng MTP. Giữ tông rồi nhá. Ui, mạnh thế, sao mạnh thế nhở? Ghê vậy. Nhưng mà sao đôi hai lại gọi như là Sơn Tùng MTP lắm à? Đúng là cái lũ gà. 22 là gì? 22 là cao cao. Mà cao cao thì sẽ lên trời, mà lên trời tức là Sky ơi. Sky ơi. Đôi hai đỏ thì làm sao mà chúng mày đỡ được? Thôi, chấp nhận thua đi. Từ từ bạn ơi. Tao biết ngay là mày sẽ sử dụng đôi hai để gọi Sơn Tùng MTP ra. Nên là tao đã có quân khắc chế ở đây rồi. Tao đánh ra từ quý G và từ quý K triệu hồi ra Jack và cây ICM. Tại sao? Mày gọi hai thằng đấy ra làm gì? Jack và KCM có bài hit gì? Sóng gió. Sóng gió che lấp bầu trời bạn ơi. À! Này, em tưởng là bọn này đường ai đấy đi rồi nhỉ? Thì mẹ đây em ạ. Trận đấu này kết thúc ở đây nhá. À! Jack và KICM rất nhiều. Anh sẽ chia tiền đều cho các em nhá. Và với chiến thắng này, danh hiệu thần bài đã chắc chắn là thuộc về tất cả những người chúng mày đã bị bắt vì tội đánh bạc trái phép. Kênh YouTube vừa trở lại, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho tôi nhá.